Nghe tiếng anh em đi trên cái mái tôn này, mình nghĩ là nếu polo làm sao đi được như này, polo đi là thủng luôn. À, thế là hôm nay là ông nội với lại về với bố chơi để làm cái việc này đúng không? Để hộ đổ cát ra. À. Lại nói mình chỉ chín mất con đi lại ô. Là như nào? Cao cái này là không có cái này. À. Thế tới nay là chú phải tiếp một chai rượu đúng không? Đó. Ô, chú một chai ạ. Một chai đấy, không có là không được đâu. Vì lúc làm nhà các cháu, chính các cháu của mình, nhưng mà ông xuống giúp được một buổi. Đi lên đây làm gì đấy? À. Chào các ông các bà đi. Nhìn về đây. Chào chào các ông các bà. À, chị về đây mới có tự tin à? Thế chị về đây sao không thiếu tự tin thế? Nào. Bao nhiêu lâu rồi trước mạnh dạn hơn bây giờ lại mất tự tin đi rồi. Cháu chào các ông các bà nào. Cháu chào các ông các bà. Cháu chúc các ông các bà mạnh khỏe. Ông này thì đọc vẹt theo thôi nên là thiếu các chị gái. Không thuộc bài luôn. Mẹ chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người ạ. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của cháu Khâm nhé. Ngày hôm nay thì Nắng Mai TV tiếp tục là ghi hình cái tiến độ cái mái của em chơi phút xây cho tất cả quý ông bà cô bác mọi người cùng theo dõi. Ngày hôm nay đấy, đi lên đây đang gặp hai cháu. Đi lên với ông à? Thăm ông à? Vâng. À, ông đâu? Ông... Đi đâu rồi? Không biết. Tối về tắm đi nha, lau cổ đi nha, tắm sạch sẽ đi nha. Vâng. Ok. Chào anh em nhá. Sắp xong hết chưa? Ăn đủ. Mãi bên kia xong hết chưa em? Xong rồi. Đi đây. Đây, một cái tiến độ mới nhất hiện tại của nhà chơ phụ xây. Có máng nước mưa, có máng trước, máng sau. Bây giờ là hôm nay là chính thức là hoàn thiện. Thưa mọi người rằng là đinh ninh là sợ trời mưa, nhưng mà đâu đó thì là trong trời coi như là cũng ủng hộ anh em mình. Khu vực bên Khâm có mưa, tuy nhiên là đến cái khu vực này lại không mưa. Đấy, cái điểm cầu này thì gần như là ít mưa, rất là ít mưa. Đó. Chính vì vậy mà điều kiện thổ nhưỡng mọi thứ ấy, bà con đều phải trồng ngô lui lại hơn một chút so với những khu vực khác. Thôi cũng may nếu mà mưa mình lại gián đoạn sang một hôm nữa. Đó. Cũng xin cảm ơn anh Phong, thì hôm nọ anh Khâm, anh Phong là cũng trao đổi với em Khâm là anh sẽ cố gắng là thu xếp và tài trợ tiếp các cái đồ điện cho nhà em chờ phụ xây. Rất là cảm ơn anh, bởi vì bây giờ là tính đến thời điểm hiện tại, sơ sơ mọi thứ ra thì chắc có lẽ là sẽ thiếu mất kinh phí. Vì vậy mà rất cảm ơn anh là ủng hộ tài trợ điện. Trước đây khi mà trao đổi với cô Vân thì cô cũng muốn là Khâm triển khai đầy đủ các cái hạng mục, và khi mà mọi thứ nếu mà có thiếu thì Khâm cứ yên tâm, nếu mà không có bác nào kêu gọi ủng hộ cho thêm thì cháu Khâm sẽ đề xuất lại với cô Vân. Đấy, tất cả sẽ cân đong đo đếm lại, bởi vì nhà của em chơi phụ xây này đâu đó anh em mình gói gọn là độ khoảng 101 triệu thôi, nên là làm mà đầy đủ như các cái ngôi nhà khác, chưa tính cái 20 triệu cô Vân cho chuyển vật liệu, thì mấy hôm nay mình lấy thêm cát này, gạch hoa các thứ này thì cũng trích ra đổ xăng cho em chơi, thì vẫn còn dư ra đâu đó độ khoảng hơn 3 triệu nữa. Cộng với quỹ làm nhà thì đâu đó là ngôi nhà của em chơi phụ xây sẽ vẫn bị thiếu một chút. Thưa các bác là vẫn sẽ bị thiếu một chút, vì là bây giờ là có tôn xốp rồi này. Tới này bây Khâm đang lấy cát lên là sẽ có cát chát, chát trong chát ngoài đẹp này, ốp nền gạch hoa này. Đấy, gạch hoa, bàn bếp, rồi là nhà vệ sinh, mọi thứ thì sẽ đủ đầy. Chính vì vậy mà nó sẽ không thể dưới được độ khoảng 120 triệu các bạn.
một cái mái nữa đã xong. Gần như thì là các bác thấy là trên kênh thì chỉ có hai cái màu tôn thôi, màu xanh và màu đỏ. Đến ngày hôm nay Khâm tổng hợp lại thì màu xanh là chiếm chủ đạo. Dạ. Đang làm rửa bát à? Vợ đâu? Chăm con à? Xúc cát đúng không? Đây, mái nhà em cho phụ xây thì không đùa ra 1,5 mét nữa. Đấy. Và tới này ở đây chỉ láng sân và thôi. Mình sẽ không có làm hiên nữa các bác ạ. Không làm có mái hiên ra nữa. Tới này láng nốt cái chỗ sân này vào. Như anh Công lên, anh Công đánh giá là ở đây view cũng rất là đẹp. Mỗi tội rằng là chỗ này đất hẹp thôi. Gạch trở lên hết chưa em? Còn 6 viên gạch bàn bếp. Hôm qua là anh Khâm không ở đây, do là trời cũng chập tối rồi, Khâm phải đi để mà xử lý cái lưng một chút, nên là xe vật liệu này lên thì Khâm không có trực tiếp giám sát. Thế là mình chưa lên đây kiểm chứng đâu, nhưng mà chú chở vật liệu là chú tự alo cho Khâm là chú xếp thiếu nhân viên sợ mưa, là xếp thiếu cho cháu gạch ốp bàn bếp 6 viên gạch 60 là bị thiếu. Chào ông nội nhá. Vâng. Đi đâu đấy? Lập cúng. Lập cúng? Nhà nào cúng đấy? Nhà nào đấy? Nhà này cúng á? Chơi cúng á? Nó gọi làm việc. À, về hội chơi làm việc cái gì? Nó mới làm cúng, làm gì đã làm cúng. Ông nội. Thế hôm qua là ông nội là về tiếp anh Công anh Đức à? Hôm qua là nấu một con gà cho các anh ăn à? Có cho các anh ăn cái gì nữa không? Cái gì? Ăn gà. Anh rồi. Cũng có chuẩn bị được một con gà về. Hôm qua anh Công anh Đức lên đây này, cùng với anh em thợ làm mái xong thì em ấy cũng chủ động là nấu cơm cho anh em ăn trước khi ra về. Thì về thấy anh Đức anh chia sẻ trên Facebook thôi. Đấy, có cả ông nội và gia đình. Tuy là không có, nhưng mà anh em lên làm công việc trên nhà mình mà mình thấy sự nhiệt tình như thế thì mình cũng đánh giá tinh thần cao của chơ phụ xây. Úi trời ơi, đứa con ngủ ở đây sợ nó thức dậy nó lăn xuống đấy. Chơi, để một đứa về trông em bé này này. Bột đá. Cắt. Cát thì di chuyển còn ở dưới cũng còn khá khá nữa thì mới xong, mình lấy một xe. Thế là gạch hoa là lên rồi này, cát là lên rồi này. Mái thì trong ngày hôm nay là hoàn thiện. Các bác thấy là có mừng cho gia đình không ạ? Chậm trễ một chút về cái vấn đề thời tiết, nhưng mà trời nắng lên cái, khô lên cái là không phải triển khai công việc luôn. Cho mọi thứ được kịp cái tiến độ đấy, mình đề xuất mình kịp cái tiến độ rằng là đến tháng 9 là cái ngôi nhà này phải được bàn giao, thì bây giờ đâu đó là vào mùng 10 tháng 8 rồi, mùng 9 tháng 8 đấy, hôm nay mùng 9. Như cô bác anh chị đóng góp trên kênh ấy là bây giờ xong như này rồi. Kể cả đội thợ hay là gia đình, nếu mà mưa gió to thì có thể di chuyển vào trong này trú tạm thời. Các bác cùng xem cái màu gạch hoa nhé mọi người nhé. Bệ thì mình lấy bệ bệt thôi. Cái này bao nhiêu? Cái này bao nhiêu á? Chú hỏi làm gì? Mua à? Ý để hàn tạo. Ý để hàn tạo. Chú bảo là một cái bao nhiêu? Là một cái bao nhiêu á? Bây giờ thì xem nào. Cái này là gạch 30 hay sao nhỉ? 3 tấm.
thì mới được 90 phân. Mình 1m là 102 à? Thì cái viên này chắc cũng phải mấy chục thôi. Chắc là 20.000. 20.000 một cái đó. Ừ. Không biết phải không nhỉ? Chả biết. À chưa đến. Mười mấy nghìn thôi. Mua à? Chỉ mua nè. À. Không có. Thế sao hỏi? Định mang về làm cái gì à? Không mà hỏi cái này. À hỏi cái này xem có đắt không cái gì. Ừ. Hôm nay uống rượu chưa? Không có rượu đấy. Không có rượu không? Ừ. Kiểu gì ông mấy chén rồi mới nói nhiều thôi. Làm gì? Ý. Một cái rồi đúng không? Ơi. À ha. Mình tưởng ông nội không uống rượu, không nói chuyện nhiều như thế này với cháu đâu. Cháu không uống à? Xem nào. Cái đây mới là cái gạch à. Xe nhá. Xe chở cát. Trẻ con tránh nhá. Quả xe của báo em mua từ bao giờ rồi? Mua xe của em mua từ bao giờ rồi? Hả? À? Mấy tháng thôi á? Mua lại được bao nhiêu tiền cái xe này? 2 triệu. Ừ. Đi được mấy tháng rồi đúng không? 4-5 tháng. Nhưng mà chở được 2-3 cát này là không phải, vẫn khỏe đấy nhỉ. Đề không được à? Đề chết bổ đề. Chết bổ đề rồi. Có đầy đủ giấy tờ không? Đăng ký. Ừ. Có. Các em dù sao đi chăng nữa thì vẫn phải nhịn ăn, nhịn đói để mua được cái xe, chứ không là không thể di chuyển được. Anh em đang làm như này thì các cháu tránh đi ra chỗ khác đi, xe máy đi lại nữa. Em này là em nào? Hả? Em của Báo nhỉ? Vâng. Rồi, hôm nọ anh gặp rồi. Hôm nay là cũng đến hộ à? Vâng. Đến hộ em chờ à? Tên là gì nhỉ? Anh lại quên mất nhỉ? Hờ à? Chơ nhỉ? Hờ là vợ nhỉ? Hờ là vợ của Báo em nhỉ? Vâng, Báo tên Hờ, vợ em tên là Hờ. Hai vợ, à, vợ của hai anh em đều tên là Hờ. Vâng. Ừ. Còn nhiều không? À, mấy chuyến nữa? Một lối dạy chi thôi. Đúng là những cái lúc bị đau, bị ốm, mình thấy mọi người vác cái vật liệu, vác cái gì nặng, nhìn thật sự là chỉ mong thèm muốn là được khỏe mạnh thôi. Cắt tàn hỏi, chứ đi nào. Dạ. Đây là xe của chơi chứ. Ừ. Thế này thì bảo mai thợ về làm luôn nhá. Mai anh bảo thợ về triển khai công việc luôn. Đấy, chờ có xe nhưng mà thưa mọi người tay lái rất yếu. Hai bao cát này thì không nghĩ là cả hai bao nó cũng phải hơn 100 cân rồi. Em ấy không giờ được. May có thêm em trai của anh rể về hỗ trợ. À đâu nhỉ, mình vừa đang bảo là xem cho cô bác anh chị xem cái mẫu gạch hoa đợt này của nhà Trơ Phụ Xây. Mọi người cùng đoán xem là đợt này cháu Khơm lấy màu gì. Rất là nhiều những cái ý kiến đóng góp cho là Khơm đừng lấy màu giống A Báo nữa, dùng lấy màu giống nhà Trơ Máy nữa. Đây mọi người cùng xem màu gì nha.
Chỗ này dốc quá. Rồi. Màu này giống màu của nhà A Giàng. Đó. Giả gỗ. Đây anh em chọn gạch 40. Anh ạ, gạch 40 thì giả gỗ này thì không biết là có rẻ hơn được không, bởi vì gạch 40 thì kích thước của nó là ngắn hơn gạch 50. Đấy, giá tiền của nó là rẻ hơn được một chút. Ừ. Thì là tôi mua gạch này. Gạch 50 giả gỗ thì lại hơi đắt tiền một chút, bởi vì cái loại mình lấy trước lấy cho A Mỉ ấy thì không còn. Thì cái gạch giả gỗ mà 60 như kiểu lũ em ấy lại nhà em Phứ 205 ấy thì bởi vì cái quỹ thời điểm hiện tại không đủ. Thì gạch nào cũng vậy thôi, đều là gạch sạch sẽ. Đó. Cháu khóc kìa, đưa ai đi dỗ đi, ông bà đâu? Nghe tiếng anh em đi trên cái mái tôn này, mình nghĩ là mấy polo làm sao đi được như này, polo đi là thủng luôn. À, thế là hôm nay là ông nội với lại về với bố chơi để làm cái việc này đúng không? Để hộ đổ cát ra. À. Lại mà ấy mình chỉ mất cho nên là ô. Là như nào? Cao cái này là không có cái này. À. Thế tới nay là chú phải tiếp một chai rượu đúng không? một chai đấy, không có là không được đâu. Vì lúc làm nhà các cháu chỉ các cháu của mình, nhưng mà ông xuống giúp được một buổi. Ông xuống giúp được một buổi thôi, về sau ông bảo là không có rượu. Ta không giúp nữa đúng không? Vâng vâng. Giống cái nhỉ. Công nhận là cái rất giống ông nội. Nên là hôm nay ông nội về đây hộ, hóa ra là đầu video thì cô bác anh chị thấy cháu mấy cái xuất hiện ở đây. Là về thăm, chắc về thăm ông, sau đó ông ở đây thì các cháu cũng về đây. Đó, thực ra là chẳng qua là ông uống rượu nhiều thôi. Ông lúc say rượu về thì không biết con biết cháu rồi chứ. Thực tế thì con cháu nào chả muốn ở với ông bà cha mẹ đâu ạ. Đó. Bây giờ bố mất rồi, mẹ bỏ đi lấy chồng khác rồi. Anh chị em thì có mỗi ba anh chị em. Ông Báo thì xuống dưới kia thì có thể là tối ngày thì ở ngủ ở dưới kia. Đấy. Máy ở kia, chăm lo dưới kia. Nhưng mà ban ngày thì khi mà các cháu không có việc gì, hiện tại là đang thời điểm nghỉ hè này, thì các anh, các chị đi cắt cỏ làm việc hết thì các bé lại lên đây với ông. Đấy. Mình thấy rằng là các bé rất là cuốn quýt với ông ấy chứ. Chứng tỏ là lúc say rượu về thì ông ấy này mới kia thôi. Hiện tại là phía bên trên này là các anh em đang cố định nốt bán vít. Ở thời điểm hiện tại thì cũng bảo anh Công là mỗi bên mái bắn ra chừa ra cho mình thêm một tí. Rút kinh nghiệm cũng muốn là bịt một liền khối hết như nhà em chơi máy. Cái đó thì anh Công anh bảo thôi thì lấy chừa lên tôn lên một tí. Vì nếu mà bịt hết vào thì anh thấy nhiều nhà là bây giờ không cây không cối chắn thì tưởng nếu mà mưa ở trên này nó không mưa thẳng tắp vuông góc xuống đâu mà nó sẽ mưa xài như này. Thì anh bảo là có ốp sườn thì gần như là vẫn sẽ có nước hất vào. Anh cứ bảo để nhô lên một tí. Sắp hết chưa? Đấy. Có cần thêm cho anh ít vít không? Có chứ, em chưa bắn hết đâu. À, em mới chỉ bắn ấy thôi gì, bắn cố định thôi gì. Bởi vì hiện tại anh thấy vít đang mỏng. Hết buổi nay là xong nhỉ? Bạn kia là phụ thôi đúng không? Vâng. Chủ yếu là em đúng không? Thank you.
Cái gì đây? Rửa bát à? Cháu, bé cháu. Bà cụ, Tupo. Cái gì đấy, Tupo? Dâu à? Đúng là dâu này. Mang về đây à? Vâng. Sao làm cơm sớm đấy? Xong, chở xong cái ăn cơm à? Tức là hôm nay là có anh rể, có em của anh rể và anh em làm mái. Thế thì chờ vẫn tiếp tục là chuẩn bị một cái bữa ăn nữa. Cậu ba anh chị về đây cùng khâm xem rằng là em ấy chuẩn bị cái gì cho anh em ăn nhé. Cũng rất là may, điện ở đây thì mọi người tự hiểu là rất là nhiều cái ngôi nhà dùng chung một cái điện kéo từ dưới kia lên thì nó sẽ bị yếu. May là không quá yếu, anh em vẫn có thể dùng để hàn và cơ khí mọi thứ được. Khu vực này trước là tính ra là cho anh em thợ về dựng lán ngủ, nhưng mà anh Mỹ sáng tạo hơn là anh Mỹ dựng ở bên kia. Đây mọi người ơi. Em khởi ra đây quay cho các bác xem này. Hai con gà. Đây mọi người nhìn gà gà bản là sẽ khác. Đây gà bản nó như này. Đấy, gà bản nó như này. Nhìn này, cơ điện nó chắc hơn hẳn. Đây là gà mà không phải riêng, không phải là gà dưới xuôi đâu mà là gà bây giờ trên này người ta cũng nuôi. Nhưng mà nuôi theo kiểu công nghiệp là cho ăn cám ấy. Nhốt nguyên trong chuồng, không được chạy bộ như cái loại này. Thì đây, nhìn ra là thịt nó mềm hơn hẳn. Hai con gà. À, Khởi bị dị ứng đang kiêng gà. À, có cô, có các cô là hỏi là muốn chụp ảnh lại. Em chụp ảnh lại cho, gửi cho anh hay gửi cho các cô. Các cô bảo có phương thuốc như hiện tại sắp khỏi rồi nhỉ? Khởi thì bây giờ nó kiểu là nó như kiểu thay da mới nữa. Thay hết. Đây chắc là làm canh. Bây giờ hai con gà, không biết là còn món gì không? Chơi. Còn làm gì nữa không? Hai con gà này thôi à? Đi mua một hai tấn đậu. Hai tấn gì? Hai tấn đậu. À, hai tấn đậu. Nghĩa là hai miếng đậu phụ. Ở đây có ai bán? Đi tận ngã ba bên kia. Các chú đi tuần tra gặp thì sao? Bây giờ là ý là chở xong thì là ăn cơm luôn đúng không? Dặn rồi nhá, cái việc rằng là cơm nước thì ăn no đi, nhưng mà rượu không uống nhá. Tí nữa kiểu gì là ông nội ở đây là lại phải bố trí cho ông nội một chai, thì để cho bố với lại cơm uống thôi. Hai anh em báo thì khả năng đi xe thì cũng không uống đâu. Chắc là tối các anh về luôn rồi đúng không? Chắc anh Táo ấy, anh Táo ấy, anh gì ấy? Tối nó về mà. Tối về rồi. Thì cái vấn đề rượu là cũng dặn chờ. Gạch là trở lên hết rồi không? Đếm không? Em có đếm không đấy? Đếm chứ. Cái này bao nhiêu hộp? Chẳng biết anh gì. Đấy. Sao đếm lại bà chả biết anh gì? Xem nào. Máy khốn. Thì nó kiểm tra lại cái bảng kê của chú ấy rồi là soát lại một thể. Bột vệ sinh này, chậu rửa bát đâu? Một cái chậu rửa bát nữa. Đâu? À. Đây một cái chậu rửa bát. Đấy, đợt có đợt là anh em mua là không có cái cắm ở đây này. Đấy. Nên là lúc lắp thì lại phải khoan ra. Tất nhiên là có những cái như thế nó lại rẻ tiền hơn, lấy những cái như thế thì nó đắt hơn một tí, nhưng mà thôi chịu khó rằng là cứ khoan đục như này thì xấu lắm. Thank you.
Mình chứng tỏ làm trên này thì các ông các bà rất là cũng nhiệt tình với hộ thôi. Tại sao lúc làm nhà áp báo nhà các cháu thì không thấy sự xuất hiện của ông và bà cụ? Mọi người chắc sẽ có những thắc mắc đúng không ạ? Không có những thắc mắc, nhưng không chỉ nghĩ đơn giản rằng là ở đây gần hơn thôi thì mọi người nên. Còn Hạ Sơn như thế kia thì như cụ, như ông nội phải đi bộ xuống rồi làm mệt các thứ. Mình thì cái kiểu là mình không thích cho mọi người uống rượu nữa. Ông không thích nhỉ? Nhỉ? Chứ nhỉ? À vâng vâng, có biết gì đâu mà vâng vâng. Thế này thì mai đội thợ sẽ tiếp tục triển khai công việc, cô bác anh chị ạ. Tiếp tục là triển khai các cái công việc chát nhà, ốp nền. Hoàn thiện chưa em? Xong chưa? Sắp rồi. À, sắp rồi. Mà chị cua này mà mai. Sao? Sao lại khóc nào? Ôi, ôi. Cái gì này, mày? À, không ai chăm. Tội nghiệp và các bé. Thực ra là mình ở nhà thì mình còn có bà, có ông thi thoảng đôi lúc là vẫn phải hộ chăm rất là nhiệt tình. Hết chưa à? Hết chưa? À rồi, ok. Đấy, bố về rồi, mẹ về rồi. Đi chăm con đi, con khóc quá. Không tắt máy à? Ừ, chào thò nhá. Nè, yeah, lại một cái chìa khóa khác nữa. Tí là về luôn à, Báo? Tí là xong là về luôn gì? Thế là hôm qua em ngủ đây à? Hôm qua vẫn về mà. À, vẫn về. Về xong lại ra. Về sáng nay cắt cỏ xong mới về. Ở đây không có giường ngủ à? Ở đây không có giường ngủ à? Nhưng mà không đi về thì có ai cắt cỏ nhà. À, không ai cắt cỏ, nghĩa là đi xong là buổi sáng dậy sớm cắt cỏ, sau đó là mới từ cái kia cắt cho bò ăn xong là về đây. Bò thì ở dưới kia cho mẹ hộ trông thôi nè. Đúng rồi, mẹ làm sao mà hộ cắt cỏ được. Như này thì là bây giờ hiện tại thì là các cái công việc mái xong. Mình có một cái bước ngoặt mới tại nhà em chơ phụ xây rồi. Cát anh em cũng đã chuyển, những nghĩa là những cái vật liệu cuối cùng. Hiện tại là chơ cũng đã cùng các anh em hoàn thiện. Ngày mai đội thợ, nếu không có gì thay đổi, không biết đội thợ thu cho ngô chưa, thì anh em sẽ xuống và tiếp tục triển khai cái phần chát áo. Vậy thì hiện tại cái kinh phí vẫn còn thiếu mọi người ạ. Cầm hy vọng là sẽ tiếp tục nhận được thêm những khoản hỗ trợ của các cô, các bác mọi người ạ. Mình đâu đó là mình sẽ cần độ thêm khoảng ít nhất là tầm 10 triệu nữa để mình hoàn thiện cái ngôi nhà được chỉnh chu. Một lần nữa thì chân thành cảm ơn các cô, các bác đã dành thời gian theo dõi video và luôn luôn quan tâm ủng hộ đến hoàn cảnh em chơ phụ xây. Có lẽ là đến đây thôi, cháu không xin phép được tạm dừng video ở một cái tiến độ rất mới, và mọi người cùng chúc mừng cho chơ phụ xây nhá. Hẹn gặp lại tất cả các ông, các bà, các bác trong những video tiếp theo. Xin chào.